chứ này, cái nghiêng cái máy vậy, ý là kiểu đứng đứng cái như này chứ này. Đừng có rửa cái máy rồi. Không, tùy chứ. Ví dụ như mờ quá là mình phải chỉnh kiểu rõ rồi thôi. Ví dụ chị bây giờ đừng có vội mà đi cái máy nhanh, vẫn phải từ từ á, chứ không mà cũng không có ok. Định má mình lấy rồi xíu nó sẽ có lúc nghiêng với lúc thẳng chứ, đi không trong một đêm. Một miếng phòng một bé cháu giờ bị tổn thương. Còn một ly thì không bị tổn thương, cái thành ra nhìn cái dáng khỏe. Như nhẹ nhẹ quá vậy, nhẹ nhẹ là thật là gì. Xong cho chị bên đó đi em.
con bé Út nó không có gia đình luôn rồi hả ta? Hai đứa con gì đó, con đàn con bao nữa gì đó. Ô chú chắc bé này mẹ gì đi đứa lớp bốn. Bé nó đi cũng không chị rồi, chắc tao là đi cũng không gặp đúng không? Thì gì nhỉ, bé Út gì nhỉ, làm gì rồi gì nhỉ? Bé Út làm gì? Cái thợ á. Dạ. Còn dễ thương giống hồi nhỏ không gì nhỉ? Còn đẹp giống hồi nhỏ không? chị hỏi là con đẹp, con đẹp theo nhỏ Dung ấy mẹ. Dung đẹp hả? Dạ Dung á. Trời ơi đẹp hơn đẹp nè. Ừ, khá là đẹp nhất nhà hả chị? Chị Phước là con trai rồi. Út đẹp hơn Phước hay là Phước đẹp hơn? Thằng Út đẹp hơn hay thằng Phước đẹp hơn? Ừ, Út hồi nhỏ là đã thấy đẹp rồi. Ngán quá hả? Không biết là hai người nó sẽ như thế nào. Dạ không, trừ ra đường mà chó mua được gì. Thấy gì nhì đi ngon qua nhà cũng không mà. Ủa, một cái đi. Cái đường chợ hải sản đó, đường Yên Khê nó là đường nhà con nó. Mặt tiền nó. Ừ. Sát bên vật liệu Cảnh Thành là nhà con nó. À đấy hả? Chị nghĩ luôn rồi đó. Ủa? Gì bán ở chợ mô? Chợ bò nữa. Chợ cây nữa. Hả? Chợ đang tưởng ố hả? À dạ. Chụp đập sẽ đập sai. Chợ tâm nhiều.